Hello, chào cả nhà. Có bạn hỏi thì hai vợ chồng mà thu nhập khoảng 10.000 tháng sống đủ không? Có con nữa, hai vợ chồng hai đứa con ở bên này thuê nhà ha. Thì các bạn này có thể là các bạn ở Việt Nam mà bạn muốn qua bên này rồi bạn thuê nhà rồi mà có hai vợ chồng thì 10.000 một tháng đủ không? Thì đối với mình thì 10.000 tháng thì thoải mái rồi đó. Ví dụ như là bạn thuê nhà thì khoảng 2.000 một căn cho 3 phòng. Mà 2.000 căn 3 phòng thì nhà đó cũng ok rồi cả nhà. Nếu hơn nữa thì khoảng 2.500. 2.500 thì gần như là mình đoán là khoảng cỡ 4 phòng. Đừng có mướn về cái vùng trung tâm lắm. Về cái dòng vùng trung tâm mà nhiều khi 4.000 một tháng cũng có 4.500, 5.000. Mướn cái nhà là 4-5.000 tháng chứ không phải giỡn đâu. Đó là dành cho mấy người thu nhập cao, người ta mới về trung tâm như là trung tâm thành phố. Thì các bạn mình nói tính theo cái mức bình dân đây thì khoảng 2.000 các bạn thuê nhà 3 phòng, hai vợ chồng một phòng, hai đứa con hai phòng đó, thì mất 2.000 tiền ăn tiền uống hai vợ chồng nữa thì gia đình nữa thì khoảng 2.000 một tháng thì là 4.000 tiền xăng xe. Hai vợ chồng chạy hai chiếc đi làm mà đúng không, do có xe nữa thì đi làm tiền xăng đổ xăng cho ít nhất là 50, thì cho 60 đi thì một 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 tháng thì hai vợ chồng thì 300 sáu khoảng 600. Ví dụ xăng một cho 600 đi, 500 đến 600 cả nhà tiền xăng. Mình tính mấy cái dễ tính hơn. Còn điện thoại thì người cho, nếu đừng có ký lên cái đồ trẻ internet thì cũng tùy theo ký lên cái đồ điện thoại, cho một người thì khoảng 30 mấy đồng, thì cho hai người 50 đồng thôi, cũng không có nhiều lắm đó. Những cái cơ bản mà mình phải trả đó là 2.000 tiền nhà, 2.000 tiền ăn, nếu ăn sang ăn đồ chiều cuối tuần hay là gì đó, nhiều khi đi chơi đi đồ thì một tháng có thể là bay thêm cả ngàn nữa, đi ra ngoài chơi thì cũng một vài trăm cho ngàn nữa, 2.000 tiền ăn là bay 5.000 rồi, lặt vặt linh tinh. Thì các bạn có thể tính tính thêm. Ở mình thường thường chi tiêu ha, thì là tiền nhà, bạn không có trả tiền nhà thì bạn phải đi thường thuê nhà thì nó cũng cỡ đó, mình cho 2.000 đi, 2.000 tiền ăn 2.000 nữa, đi chơi đi đồ nữa thì một tháng còn thêm 1.000 nữa, có khi hơn, người ta xài nhiều thì hơn. Rồi chưa nói tới tiền con cái đi học đi đồ. Mình còn cái gì nữa ha, mình còn tính cái gì nữa ha? Những cái lọ cái nhỏ cái đồ như service xe với đồ mình tính dùng dồn mình đổ, mình nói cho các bạn thấy nó dở thở đi. Có thể là một tháng á, chi tiêu của gia đình mà nó xuất ra đó có thể là lên tới khoảng 5.000, 5.000 hơn đó, thì còn lại thì nó sẽ là phần dư cả nhà. Nếu mà cộng những cái gì đó nữa thì nó sẽ lên đến 6.000 hoặc 7.000, thì các bạn sẽ còn dư ra khoảng 3.000. 10.000 là hai vợ chồng là ok. Vợ làm thu nhập là 4.000 hay 5.000, chồng làm 6.000 thì là quá quá ngon rồi đó, là thu nhập khá rồi đó. Ví dụ như bạn thu nhập mà một tháng là thu vô là 6.000 đi, thu vô 6.000 là cái mức trừ thuế trừ đồ luôn á, tại vì các bạn chi ra là chi tiền của mình, nó không có thuế. Nhưng mà bạn thu vô là bạn tính sau thuế à, với bạn trước thuế thì nó còn nhiều hơn nữa. À, ví dụ như bạn làm mà khoảng thu vô mà 6.000 đi thì các bạn cũng phải tương đương với lại 50 đồng, hơn 50 đồng một giờ đó. Liệu các bạn qua bên này làm là hơn 50 đồng một giờ hay không? Đó thì các bạn mới được là khoảng 6.000 lương cơ bản. Còn nếu mà không thì nó sẽ trượt xuống còn 4.000 mấy thôi, 4.500 đến 5.000 trở lại thôi. Dưới 50.000 là khoảng 40.000 thì nó ở tầm dưới đó, khoảng 4.000 mấy thôi. Nếu vợ mà con làm mà dưới hơn nữa
thì nó ít hơn, 9.000 đến 10.000 thì ok rồi, nó cuộc sống sống ok, một tháng bạn dư ra 3-4 ngàn vậy đó, chứ nó không có nhiều đâu. Nó nhiều là bạn phải làm nhiều hơn. Nhưng mà mới qua mà mình chia sẻ cả nhà, mới qua là ít lắm, phải mất một vài năm bạn thích nghi được, bạn tìm ra mấy cái công việc thích hợp cho mình, đồ tay nghề kỹ năng của mình nó tốt quá bạn mới đi làm. Cũng có nhiều người mới qua làm lương thấp, rồi sau đó người ta học cái ngành cái nghề gì đó rồi người ta vô làm thì nhiều khi một năm người ta mới 150 200.000 cũng có, lương một tháng người ta tới mười mấy ngàn 20.000 cũng có. Thì tùy theo thôi, nhưng mà 10.000 thì ok cả nhà. Tiền nhà bên này bây giờ các bạn thuê cái căn nhà này không phải là một cũ á, nó không có tốt lắm á, thì cũng phải là ngàn ngàn tám ngàn sáu ngàn tám á, chứ không giỡn đâu. Còn cái nhà mà nó được được nó sạch sẽ nó gọn gàng nó mới mới là 2.000 cứng ngắc luôn, 3 phòng. Còn như cái vùng của mình ở mà nhà 4 phòng là hình như là phải 2.200 2.500, 2.500 tương đương với bạn mua nhà bạn trả tiền nhà rồi đó, ở người người ở bên này đó. 10.000 sống ok ha. Còn nói chuyện mà nợ nần gì ở bên Việt Nam mà đỡ trả nữa thôi thua, cái đó là do mình quyết định thôi, nợ Việt Nam là do mình thôi. Chứ còn người dân ở Úc bên đây mà hai vợ chồng mà làm thu nhập 10.000, chồng 5.000, vợ 5.000 là ok, người ta sống rủng đỉnh rồi, người ta sống phè phỡn, người ta đi chơi đi đồ thoải mái. Cái vấn đề là mình mới qua đó, các bạn mới qua thì bạn phải mua nhà, bạn không thuê nhà, bạn không có mua nhà thì bạn phải thuê, thì bạn cũng phải trả là 2.000 tháng rồi. Thì cái người bên này người ta sống lâu á, người ta cũng trả 2.000 tháng, nhưng mà người ta trả tiền nhà 5 năm á, thì người ta tiền nhà của người ta nó xuống, nó thấp lại, người ta có thể còn trả 1.500 đó, nó dễ thở hơn. Còn mình mới qua mà, mới qua là mình ôm hết thì nó không có dư, không có dư nhiều như người bên này. Người ta sống lâu rồi người ta sẽ dư nhiều hơn, là thậm chí có nhiều người sống 10 20 năm á, người ta mua nhà người ta trả hết rồi á, chồng làm 5.000 mà vợ làm 5.000 nữa, nó dư ra chứ sao không dư, dư thêm tháng 2.000 đó, nó 2.000 bạn trả tiền nhà mà họ không có trả tiền nhà thì họ dư ra. Thường thường là ví dụ như họ dư ra một tháng 3.000 đi, như hồi nãy mình nói, thì bây giờ họ dư ra một tháng tới 5.000 đấy, họ dư ra một tháng 5.000 thì cái tiền tích lũy của họ nó nhanh hơn, nó nhanh hơn thì khoảng 5-3 năm sau thì họ có dư ra một khoản tiền 100 mấy 200.000 đó đi, thì họ mới bắt đầu họ đầu tư tới một cái căn nhà tiếp theo đó. Họ sẽ vay ngân hàng, họ có 20% họ vay ngân hàng mua căn nhà để đầu tư. Nói chung là cái kiểu của người dân ở bên này, mà người lao động ở đồ á, người ta làm hãng làm đồ, người ta tích lũy, người ta tính kiểu đó thôi các bạn. Khi nào bạn trả hết cái căn nhà của mình á, rồi bạn mới có tiền dư nhiều, rồi bạn mới tính cái đường này đường kia. Có nhiều người người ta cũng mua có tiền rồi á, họ mua mở shop làm ăn ngon lành thì họ mua nhà để đó từ từ nó tăng đó, tại họ không có muốn, họ không có biết đầu tư chuyện khác đó, thì họ mua bất động sản để dành kiểu vậy thôi. Nhưng mà bất động sản ở bên Úc mà nó đều đều, chứ nó không có bất thình lình như ở Việt Nam, nó không có ngáo giá như Việt Nam, nó lên thì nó lên, nó không có xuống. Cho nên mình mới qua, ví dụ như là các bạn mới qua 1-2 năm các bạn không, nó khác hoàn toàn, cũng cái mức thu nhập đó, cũng cái công việc đó, nhưng mà cái người ta sống lâu bên này, người ta sống 10 năm 20 năm bên này, người ta sống cái đời sống nó khác các bạn, hơn nhau mấy ngàn đó, là một tháng đó là người ta sống, nó sống đời sống người ta nó thư giãn lắm, nó thoải mái lắm đó. Đi chỗ này chơi chỗ kia người ta tiêu tiền người ta không có tiếc. Còn mình đó, chẳng hạn các bạn mà mới qua đó eo hẹp bên này ở bên Việt Nam mà còn vay tiền này tiền nọ để nợ nó nần, nó chạy qua bên này, rồi qua bên này phải thuê thuê nhà thôi, rồi ở
hay là mới mua nhà phải trả tiền lời nhiều, thì cái đó là phải chịu thôi. Đó là cái bước đi của mỗi người cơ bản, nó là như vậy mà. Trừ khi các bạn xuất thân từ nhà giàu qua đây đem vài triệu đô la qua thì thôi miễn bàn, cái đó mấy người đó thì không có xem kênh mình đâu. Mình không có thể nào đổ đồng được với lại cái những người sống lâu hơn nhau 5-3 năm, là cái cách sống của người ta nó khác rồi. Người ta đi thư giãn, người ta cuối tuần người ta đi chơi, người ta đi ăn nhà hàng này này nọ rồi bú xua các bạn các bè bù khú, người ta tiêu tiền mình uống thùng bia 50 đồng, người ta uống chai rượu 300, nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Sống lâu rồi mới biết, chứ còn mà mới xuống là mà mới qua là đời sống nó còn vất vả lắm, con số không mà thậm chí âm như cái bạn gì đó, bạn hỏi còn nợ Việt Nam làm dự đoán thôi ha, nếu mà 2 vợ chồng mà làm ra 10.000 mà còn phải trả nợ đó đồ Việt Nam, bạn qua đây bạn còn âm ở bên này nữa mà, ở bên Việt Nam nữa mà, thì ráng làm vài năm để trả nợ. Nhưng mà không biết là đi diện gì, ví dụ như diện định cư luôn thì bạn mới có đường lời về con cái, các bạn đi mà đi qua vài ba năm mà bạn về có nước là cũng như không thôi, chỉ bằng ở Việt Nam đi, qua đây chỉ khổ than trời than đất rồi, than khổ rồi, nó tiêu cực rồi, mấy người họ họ có cơ hội họ không, họ xem mà họ tưởng bên này nó khổ thiệt á, không có cơ hội sống như địa ngục, người ta mất cái cơ hội các bạn. Dù sao đi nữa ở bên này đó nó cũng phải cái cơ hội nó mình thay đổi cuộc đời của mình, nó người có nhiều tiền hơn, nói chung là các bạn có nhiều tiền hơn ở Việt Nam là phải gấp 10 lần rồi, chưa nói tới bên Mỹ, bạn qua bên Mỹ bạn làm việc thu nhập mà nó cao còn hơn nữa, đúng không? Bạn qua bên này bạn làm bằng tích lũy 50 dư 20-30 ngàn nó cũng bằng ở Việt Nam mà 300-400-500 triệu rồi, là một cái người công nhân quèn, một người công nhân bình thường, một người chẳng hạn như một bằng cử nhân nào đó đi làm việc gì đó lương 10 triệu hay là 15 triệu thì bạn ăn tiêu hết tháng 5 triệu cho tiện tặng đi, biết ăn biết tiêu đi sợ hơn, thì bạn dư ra 10 triệu một tháng thì bên này người ta dư ra 2.000 tháng hoặc là 3.000 tháng, người ta ráng người ta làm, người ta tiện tặng, người ta không chi ra nhiều. 100 mà nó dư nó trước đi, nó đi nó thu ngắn cái cuộc đời thành công của mình nó tới như 5 năm 10 năm. 10 năm bên này người ta dư có thể là lên tới 1 tỷ, 2 tỷ. Còn ở Việt Nam chưa chắc là các bạn làm công nhân ăn lương, làm công ăn lương mà chưa chắc là làm 10 năm mà bạn dư ra được nhiêu đó, vài trăm triệu. Thấy không? Nó hơn mình tới 10 lần, nó thu ngắn cái cuộc đời của mình lại, thành công lại, đền ơn báo hiếu gì đó cho cha cho mẹ gì đó, giúp đỡ người thân mình sống nó còn cái niềm vui nữa. Thế còn mày đặt không có tiền rồi mà còn chơi bên này cực khổ cực đồ, ở bên Việt Nam là coi như thúi đời luôn đó. Là mày mua chiếc xe máy cặm cụi không phải xin tiền cha tiền mẹ rồi này nọ, tìm người yêu rồi cũng bị chê lên chê xuống nữa. Ok, chia sẻ chút xíu cả nhà.